Cái gì? Chị gặp mẹ của người yêu, có nghĩa là tức là mẹ chồng tương lai, tức là mẹ ruột của anh Gia Phú. Ôi đẹp không? Thua. Gì thua? Thua chắc. Sao thua? Chị nhìn đi, quần sọt màu trắng mà nhăn nheo như vậy. Nhăn hả? Đúng. Nếu như muốn làm con gái thiệt thì mình không thể giữ hình tượng như thế này được. Đúng. Ok, chị sẽ đi kiếm Bé Hồ mới được. Đúng. Bé Hồ ơi, tôi nghe nè, Bé Hồ ơi. Bởi vì ta nói tình yêu nó mãnh liệt dễ sợ, cũng như mình yêu ngày xưa vậy đó, rất mãnh liệt. Con mặc đẹp quá, con lại xinh nữa. Ủa, đẹp là thiệt hả cô? Đẹp, rất đẹp. Cô ngồi xuống đây cô tâm sự cho cô nghe nè. Thank you. Chắc là cô là người ở ngoài chung cư vô chơi chung cư mình đúng không? Tại vì cô khen con đẹp cho nên là con thấy cô cũng dễ thương, con tâm sự cho cô nghe. Mai mốt á, cô ghé chung cư này chơi thường xuyên nha. À, thì ra là hai cô cùng bán cái quán này. Hèn chi mà người thì đẹp, ăn mặc đẹp, mà sao ăn nói thiếu lịch sự quá vậy? Trời ơi, hèn chi mà ế là đúng rồi. Cô! Cái gì vậy? Tự nhiên cô vô cô trù quán con ế khách này. Trời ơi, đúng rồi đó. Cô có cái gì? Sợ quá. Cô có cái gì? Tôi sợ lắm. Mẹ. Con ơi, cứu mẹ với. Trời ơi, cái cô này đang biết mẹ này con ơi. Trời ơi, sợ quá. Mẹ con. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà.